Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó đây. Thực ra ấy, là cái chiếc điện thoại này mình đã có cơ hội được mở hộp ra cái đây tương đối lâu rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay mình mở hộp, mình sẽ cung cấp cho bạn thêm hai cái thông tin nữa. Thứ nhất đó là cái phiên bản mình mở hộp ngày hôm nay là phiên bản màu bạc. Các bạn nhìn thấy này, màu bạc nhìn đẹp, rất là đẹp luôn. Nó để lại rất ít mồ hôi và dấu vân tay và cái loại mặt lưng của nó là loại mặt lưng nhám. Đấy, đến cái màu này là cái màu đầu tiên đấy nhá. Đấy, với cả thứ hai nữa đó là cái mức giá thì sao? Đấy, bình thường là Galaxy A71 sẽ có mức giá niêm yết là khoảng 10 triệu rưỡi. Tuy nhiên bây giờ khi các bạn mua hàng tại 7S, các bạn kích trực tiếp vào đường link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video này thì giá các bạn mua sẽ chỉ là 8 triệu 150 nghìn đồng mà thôi. Và với mức giá đó, mình sẽ phân tích cho các bạn xem là sổ này có ưu điểm là gì và nhược điểm là gì. Đấy, thứ nhất là chúng ta phải bỏ cái chiếc điện thoại này qua bên đã để xem là với mức giá khoảng hơn 8 triệu thì hộp phụ kiện nó ra sao, đúng nào? Thì đầu tiên là về cái hộp cái đã, là mình chê cái đã này. Vì rõ ràng là với cái tầm giá khoảng hơn 8 triệu là chúng ta có thể đòi hỏi được một hộp nó đẹp hơn. Nhưng đây chỉ là một cái hộp giấy bình thường thôi nhá. Đấy, chúng ta sẽ có in hình sản phẩm này. Cái phiên bản mà mình mở hộp ngày hôm nay là phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 128. Rất thoải mái cho chúng ta trong cái quá trình chúng ta đa nhiệm cũng như là lưu trữ bộ nhớ. Còn ở bên trong này xem là phụ kiện nó có đầy đủ hay không. Rồi, bên trong này chúng ta sẽ có những gì đây? Chúng ta sẽ có ốp lưng dẻo này và một tập sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Chúng ta sẽ có thêm que chọc SIM nữa ở đây. Bên trong này nữa chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C rồi, chắc chắn rồi, phải là như vậy. Đấy, chúng ta sẽ có thêm cả tai nghe nữa. Mình cũng nói luôn, đây là cái tai nghe gọi là tai nghe chống điếc thôi nhá. Chúng ta nghe cho có thôi. Còn nếu muốn nghe hay hơn thì các bạn nên mua thêm những cái tai nghe ở bên ngoài. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái cục sạc siêu nhanh nữa. Đúng với cả cái tầm của một cái chiếc điện thoại tầm giá khoảng hơn 8 triệu. Đấy, Super Fast Charging ở đây. Và cái cục sạc siêu nhanh này của Samsung là cục sạc siêu nhanh 25W. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bỏ hết phụ kiện qua bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc máy này. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, chiếc Samsung Galaxy A71, thì cái điểm khác biệt lớn so với cả cái phiên bản lần trước mà mình mở hộp đấy chính là cái màu sắc. Các bạn có thể nhìn thấy là ngoài cái việc là sản phẩm này có màu bạc ra thì nó cũng sẽ được cách điệu bởi những đường kẻ như này, đan vào nhau như này. Đấy, và những cái tông màu bạc nó cũng sẽ thay đổi khác nhau nhé. Phần phía trên này thì nó đậm hơn, còn những phần phía dưới này thì nó sẽ nhạt hơn một chút. Có nhiều bạn ở trên mạng các bạn nói rằng là đây là mặt lưng bằng kính. Tuy nhiên là với cá nhân mình thì mình dùng răng mình chạm thử vào đây thì mình thấy là đây là mặt lưng bằng nhựa, hoặc nếu không thì nó sẽ là kính phủ nhựa, nhưng mà nhiều khả năng là đây sẽ là chỉ là mặt lưng bằng nhựa mà thôi. Đấy, tuy nhiên là mình nghĩ là cái vấn đề chúng ta tranh cãi xem là mặt lưng kính hay là mặt lưng bằng nhựa nó chả giải quyết vấn đề gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì là khi chúng ta được tặng thêm cái ốp lưng dẻo đi kèm theo máy như thế này thì mình nghĩ là 10 người thì chắc là phải đến cả 10 người sử dụng cái ốp lưng này, thì kính hay là nhựa hay là kim loại thì đâu có điều gì quan trọng đâu, đúng nào? Còn kể cả nếu bạn không sử dụng cái ốp lưng thì cái mặt lưng nhám này nó cầm vào nó cũng rất là bám tay rồi. Đấy, chỉ mỗi tội là với nhựa thì nó sẽ xảy ra những hiện tượng xước răm nhiều hơn so với cả kính. Rồi khung viền thì cũng vẫn là khung viền nhựa thôi nhá các bạn nhá. Đấy, nhưng mà cái cách mà Samsung họ làm ấy, đó là họ giả cái những cái đường kim loại sáng bóng, họ sơn ở đây một cái lớp bóng ở đây. Đấy, chúng ta tưởng đây là kim loại nhưng không phải đâu, đây cũng chỉ là nhựa mà thôi. Và chúng ta sẽ có cái phần chất liệu thì rõ ràng đây là chất liệu điểm trừ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là trong cái tầm giá khoảng hơn 8 triệu là ta có thể có quyền đòi hỏi được là kính và kim loại. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với cả những cái yếu tố khác thì sao? Cái cạnh thì vẫn như vậy này, cổng sạc USB Type-C, loa ngoài, rắc cắm tai nghe, cái thứ thì không nắm gì nhá. Và đối với cả cái chiếc điện thoại này thì các bạn có thể nhìn thấy đó là cái phần màn hình của nó khá lớn và viền làm rất mỏng. Đây là cái điểm mà mình dành lời khen này. Và nó cũng sẽ có thêm một cái miếng dán màn hình ngay bên ngoài này nữa. Nghĩa là khi chúng ta mua điện thoại về thì chúng ta không cần phải mua thêm bất kỳ một phụ kiện nào đi kèm. Đó, có miếng dán màn hình ốp lưng các kiểu đầy đủ rồi. Phần viền trên nhà xuất làm khá mỏng, phần viền hai bên cũng vậy. Và phần viền dưới làm như thế này là mình cảm thấy là mỏng rồi. Đấy, với một sản phẩm hơn 8 triệu mình cũng không thể đòi hỏi hơn nữa. Chúng ta sẽ có một camera trước selfie có độ phân giải là 32 megapixel, được đặt ở bên trong một cái màn hình đục lỗ như thế này. Đấy, chúng ta sẽ có loa thoại ở phía trên. Và chiếc điện thoại này thì chúng ta cũng sẽ có hai SIM và một thẻ nhớ luôn. Rất là thoải mái cho chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng. Đấy, màn hình thì là màn hình Super AMOLED 6,7 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Hiệu năng thì là một cái điểm mà mình có lẽ là mình sẽ trách Samsung. Mình trách ở đây là gì? Đấy là RAM với ROM họ cho rất là thoải mái luôn. RAM 8, bộ nhớ trong là 128. Tuy nhiên là cái con chip ý, thì lại chỉ là con chip Snapdragon 730 mà thôi. Con chip Snapdragon 730 thì rõ ràng là
nó không phải là cái con chip mạnh mẽ nhất ở trong cái tầm giá này. Giá như Samsung họ giảm đi một ít về RAM, có thể là RAM 6, bộ nhớ trong 64, xong rồi họ nâng cấp lên con chip là tầm khoảng 765 chẳng hạn, thì chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm rất đáng để chúng ta lưu tâm, xét trên tham chiếu là một chuyện thoại hàng chính hãng. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình chê ở trên Samsung. Và mình cũng nói luôn đấy là với cái con chip Snapdragon 730 này thì với các tác vụ bình thường chúng ta sẽ cảm thấy rất mượt mà, RAM thứ khá thoải mái rồi, bộ nhớ trong lưu trữ cũng được nhiều. Tuy nhiên nếu bạn muốn đòi hỏi chơi những tựa game nặng, mức độ đồ họa cao thì là không được. Đấy là mình cũng nói luôn. Còn nếu các bạn chơi những tựa game theo kiểu là khá trở xuống thì rất thoải mái với con chip 730, bởi vì đây cũng là một con chip tương đối ổn. Đấy, còn về pin thì cái chiếc điện thoại này sở hữu viên pin với mức dung lượng là 4500 mAh và hỗ trợ sạc siêu nhanh 25W theo cách gọi của Samsung, thì mình thấy là cũng tương đối tốt rồi. Còn về phần mềm thì sao? Bây giờ mình sẽ xem là phần mềm bây giờ nó đã khác so với ngày xưa hay chưa nhá. Phần mềm thì mình nghĩ vẫn như vậy thôi, vẫn là One UI 2.0 và phiên bản Android 10. Đấy, đây phiên bản Android 10 đây. Thì cái sản phẩm này thì mình nghĩ là khả năng lên Android 11 cũng sẽ là rất là cao thôi. Và đối với cả một sản phẩm của Samsung ấy thì nó sẽ có công nghệ âm thanh Dolby Atmos nữa. Đây. Đấy, tuy nhiên là cái chiếc điện thoại này nó chỉ có một loa ngoài duy nhất thôi, nên là chúng ta sẽ chỉ kích hoạt được cái chế độ Dolby Atmos với tai nghe chứ không thể nào mà kích hoạt được với loa ngoài được. Và cái phần phía trên này nó chỉ kiêm mỗi loa thoại thôi chứ nó không phải là loa ngoài nhé các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải chú ý cái điều này. Nhưng dẫu sao được trang bị công nghệ âm thanh Dolby Atmos trên một sản phẩm tầm trung thì cũng là một cái điều gì đó sung sướng của Samsung rồi, đúng không nào? Mà thực ra là những điện thoại giá rẻ của Samsung bây giờ thì họ cũng trang bị Dolby Atmos hết mà. Còn lại thì mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về giao diện camera của chiếc điện thoại này nhé. Đây là camera trước của nó đây, nó hơi nhiều vân tay, mình sẽ xóa đi một chút. Đây, xóa cái dấu vân tay đi. Đấy, đây thì camera trước của Galaxy A71 sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ có hai cái góc chụp, một góc chụp là góc rộng, còn một góc là nó sẽ hẹp hơn. Nhưng bản chất ý, là cái camera trước này nó chỉ là cái camera góc rộng như này này, còn cái camera góc hẹp hơn là nó sẽ crop lại. Đấy, nó sẽ như thế này. Đó, các bạn thấy không? Camera này thì mình thấy ở mức độ bình thường, nó không có điểm gì là quá nổi bật cả. Nếu mà so sánh sang với cả các thiết bị của Oppo hay là Realme ý, thì camera này thể hiện nó đuối hơn một tí, đặc biệt là về camera trước. Thế còn về camera sau thì cái điểm mà mình chê nhất ở trên cái sản phẩm Samsung Galaxy A71 này là gì? Đấy chính là cái tính năng chỉnh tay của nó. Đây, chúng ta sẽ vào cái chế độ chuyên nghiệp. Thì chế độ chuyên nghiệp của sản phẩm này là cực kỳ nghèo nàn. Chúng ta sẽ chỉ lựa chọn được điều chỉnh ISO, điều chỉnh được cân bằng trắng và điều chỉnh được EV thôi. Chúng ta hoàn toàn không thể điều chỉnh được phơi sáng hay là lấy nét bằng tay. Đấy, thì đấy là cái điểm trừ của cái camera chỉnh tay ở trên chiếc điện thoại này. Đấy, tuy nhiên là chúng ta cũng có thể download những phần mềm bên thứ ba về để chúng ta có thể làm được cái điều đó. Còn ở trong cái chế độ chụp ảnh thông thường như này thì chúng ta sẽ có một cái chụp ảnh mở rộng góc ra như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đấy, lấy nét động thì chính là chụp ảnh xóa phông đấy. Và chúng ta cũng có thể thay đổi cái chế độ làm mờ xóa phông theo các mức khác nhau. Nó cũng không ghi là khẩu độ là bao nhiêu đâu, nó chỉ ghi là từ mức 1 cho đến mức 0 cho đến mức 7 thôi. Đấy, rồi là quay video ở đây. Đấy, chúng ta cũng sẽ có chế độ siêu ổn định ở đây. Đấy, bật siêu ổn định lên. Đấy, tuy nhiên là cái chế độ bật siêu ổn định này thì nó sẽ khiến cho cái thiết bị chúng ta nó lấy nét nó không được tốt cho lắm. Đấy. Và hình như là nó cũng sẽ chỉ sử dụng được với camera chính thôi, bởi vì bật cái siêu ổn định lên này. Đấy, tự nhiên là nó zoom lên luôn chứ nó không sử dụng siêu ổn định với cả camera góc rộng được. Đấy, các bạn thấy không? Nói chung ấy là Samsung Galaxy A71 là cái chiếc điện thoại tầm trung có thể coi là tốt nhất của Samsung ở thời điểm hiện tại. Đấy, ngày xưa thì Samsung họ có những tầm trung như kiểu là A9 hay bao nhiêu đó. Đấy, tuy nhiên là bây giờ họ đổi sang A90 nhưng mức giá nó cao quá. Mức giá của A90 là mức giá mà chạm với cả phân khúc cao cấp rồi, nên thôi, chúng ta bỏ qua cái sản phẩm đó. Thì gần như là A71 đang bán ở thị trường Việt Nam là cái sản phẩm tầm trung cao nhất rồi. Còn cao hơn nó thì chúng ta sẽ có Note 10 Lite thì lại là cái sản phẩm cận cao cấp rồi. Đấy, thì chúng ta cứ cho như là A71 là một chiếc điện thoại tầm trung đi. Tất cả mọi thứ của chiếc điện thoại này đều tương đối ổn. Ví dụ như là hộp phụ kiện rất đầy đủ, có sạc nhanh, có tai nghe, rồi là có ốp lưng các thứ các kiểu. Đấy, thiết kế đẹp, màn hình đẹp đấy nhá, màn hình đẹp và viền các thứ làm rất mỏng. Camera thuộc dạng đủ dùng. Đấy, còn thời lượng pin thì tương đối trâu, 4.500. Tuy nhiên có một số những điểm trừ, ví dụ như là thiết kế bằng nhựa này. Đấy, hay như là cái vừa rồi mình nói, đây là con chip nó không xứng đáng với cả cái số tiền mà chúng ta bỏ ra. Và cái camera chỉnh tay nó tương đối là nghèo nàn, rồi là âm thanh chỉ một loa mà thôi. Thì đấy là những cái điểm chúng ta đưa ra để làm điểm trừ. Thế tuy nhiên liệu các bạn có chấp nhận được những cái điểm trừ đó để mà đánh đổi với một chiếc điện thoại với mức giá khoảng hơn 8 triệu, nó cũng chỉ xem với cả mức giá niêm yết của Vsmart Aris 5G hay không?
hãy để lại comment cho mình biết nhé. Thực ra là Aris 5G có một số những điểm mà nó hơn dòng này mà đáng để chờ đợi hơn. Ví dụ như là sẽ có chip 765G này, nó sẽ có 5G này. Đấy, và thiết kế của nó hình như là kính và kim loại thì phải. Đấy, nếu mình như không lầm. Nó chỉ như vậy thôi. Còn quan trọng nhất ý là Samsung ở đây nó là thương hiệu. Đấy, thương hiệu Samsung. Chúng ta có đáng để đánh đổi hay không? À, mà thêm một điểm nữa đó là ngày xưa các sản phẩm của Samsung dòng A ấy, thì nó sẽ có kháng nước kháng bụi. Nhưng bây giờ thì nó đã bỏ đi cái điều đấy rồi. Rất là đáng tiếc luôn. Ngày xưa dòng A cũng có chứ. Tiếc quá. Mấy năm trở lại đây dòng A của Samsung mình thấy nó không hào hứng lắm. Được chưa? Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Được cái là cái màu sắc này là đẹp đấy. Đẹp, rất đẹp. Nhìn ngoài đời các bạn sẽ thấy nó khác ở trên video nhiều đấy.